Vâng, Hoàng Dung xin gửi lời chào đến tất cả mọi người nha. Vâng, em Đồng Hiệp cùng chị Hoàng Dung xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em đang có mặt trên buổi live của xe máy Hoàng Kiên. Dạ vâng. Thì em sẽ giới thiệu những sản phẩm xe của bên xe máy Hoàng Kiên, em các anh chị cùng đón xem nhá. Dạ vâng, anh em xem này, âm thanh ánh sáng có thấy ok chưa ạ? Đấy, để em quay em live cho nó rất dễ ạ. Tại vì nhiều khi một là một chiếc Dream hàng bình dân thôi. Vâng. Làm được cái máy rất là chất và chắc nhá, đầu bò đẹp đấy, giá chưa đến 20 đâu, 1x thôi, anh em cùng đoán xem, chút em sẽ lên chi tiết. Rồi, một chiếc xe Win nha anh em nhá. Hàng cũng là hiếm có tìm đã buổi chi tiết rồi, có một anh khách đặt cọc nhưng mà chưa đến được với anh ý, thì hôm nay em sẽ lên lại để anh em nào mà có trượt lần trước thì lần này có thể lấy được nhá. Rồi ok, một chiếc màu GP trắng xanh nha anh em nhá. Hàng giá bây giờ em đưa xuống những cái giá rất hợp lý với những cả những chiếc Winner V1 anh em ạ. Giá đâu đó có hơn 17 18 triệu là anh em đã sử dụng được các bản Winner 6 số rồi. Đúng rồi, Winner anh em nhá. Đấy. Winner cực kỳ. Nhiều anh em hỏi, đấy, cũng là vẫn còn nhưng mà không đưa lên nên rất nhiều anh em. Hàng hot mới về đây ạ, hàng hot mới tinh tươm có hơn 300 cơ. 344 km anh em chờ đón đây là mới. Lướt ơi là lướt anh em nhá. Hàng của 2023. Đấy, bản mới nhất như là cái chuẩn đấy ạ. Đây, hàng mới về. Ablet bản 2015. Vâng, 2015. Đấy. Bản đen bóng thôi, nhưng mà nó cũng là cái bản đời cuối cùng của đèn xi lông, đèn bi rồi. Rồi. Mà một chiếc MSX và một chiếc Basic. Em ơi. Đức. Đấy. Con kia đẩy vào đi em, đẩy vào đi xong. À, hàng mà rất nhiều các khách hàng đang thích đúng không? Những chiếc MSX ngồi kiểu dáng đẹp này hay là những chiếc Basic mà máy đời của 2011, 12 đấy. Rồi. Đang dùng cái mẫu này à, thích mẫu này. Rồi ok em. Cùng với tất cả các anh chị chi tiết cái mẫu xe. Vâng. Có những cái chiếc nhu cầu chiếc xe nào có thể comment lên để em và chị Dung được biết để đưa ra để đấy, phục vụ tất cả các anh em trong buổi live hôm nay nhá. Xem hai bếp xem là hai bếp đã. Em sẽ lên chiếc Win trước. Đấy, hàng Win okay, đẹp, thích mà. Hàng đẹp như thế này anh em công nhận. Rất nhiều mẫu Win. Rồi, anh em cùng xem nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, cũng có những cái sự vào như những cái chân nan, những cái càng anh em nhìn này, ốc này, vàng ươm này. Đấy, rẻ trước này, còn zin luôn anh em nhá. Đầu bò đúng không ạ? Mốc luôn. Mà mốc luôn anh em. Chính xác. Rồi. Ra máy này, nguyên zin đấy nhá anh em nhá. Hàng Win 100. Đầu máy là 208 594. Chi tiết anh em nhá, từ cái này hiện tại nó đang dán ni lông cả xe này. Đấy, ông quay cho cháu một vòng, một chiếc tâm nan thì đã được vào rồi mọi người nhá. Thời đời 199 995 nha anh em nhá. Cái tâm nan này thì đã vào rồi nhưng không quan trọng. Cả rẻ trước rẻ sau vẫn còn này. Đúng quan rồi. Trọng chất máy nhá mọi người nhá. Phủ cầu vẫn còn zin hết này. Đây là rất nhiều anh em hay hỏi về phần đuôi phần rè. Thì hôm nay okay, em sẽ chi tiết. Em vừa chào chị đấy đúng không? Em vừa nói chiếc này vẫn còn zin này. Ok Đỗ Hưng, càng Đỗ Hưng rất nhiều. Hàng nguyên zin. Chia sẻ bài giúp chị phát em rồi. Đúng không ạ? Đấy, một chiếc Win Indo anh em nhé, biển 26F7. Ừ, các cái mặt nhá, Honda này, kim phun tất cả đều nó là hàng zin hết đấy các anh em ạ. À, đây, bình nữa nhá, nhấn mạnh thêm anh em quả bình này đây. Viền bình này, vẫn còn. Bình cốp là còn, xinh nhan, gầu gáo vẫn ngon lành, ok, zin theo xe hết. Những cái tay nắm hay là củ xinh nhan anh em ạ, đều còn của xe hết đấy. Đấy, nên là Win Indo mà đẹp, mà sáng hình như thế này, với cái giá 395, rất là hợp lý thôi. 39.500.000. Đấy, anh em ạ. Cảm ơn Đỗ Hưng nha. Bữa trước em like là 405 cơ. Rồi thôi hôm nay cũng là có thời gian trôi đi thì giá nó cũng giảm một chút để anh em nào có nhu cầu có thể tiếp cận xe một cách tốt nhất, đến với xe một cách gọi như nét nhất, chính xác là nét. Năm thôi. 39.500.000 anh em nhá. Đấy. Mà đồ thì cũng thụt, riêng cái dòng Win này, cái thụt trước thụt sau nó nhún rất là thích luôn. Đúng không? Đây, anh em nhìn này, ông quay gần nó cho những cái gáo đầu bò, gáo đèn này. Còn zin hết đấy các anh ạ. Còn zin nhá anh em nhé, gáo này. Từ cái mặt đồng hồ công tơ đều nguyên bản hết. Wow. Bình cốp ngon lành. 39.500.000. Đâu ạ? Đấy. Đấy, ngồi số má này dòng Win này rất là nhẹ. Dạ, đi vượt đi xa thoải mái luôn. Ok Trần Đức. Số má ngon nhá. Đó, cứ tành tách luôn. Vâng. Đấy anh em nhìn thấy một chiếc Win Indo biển 26. 39.500.000. Nhiều khách hàng cũng hay hỏi cái tầm Win đẹp, Win cao, thậm chí có những anh đặt bên em những chiếc 670. Không có nhiều thật ông sự. Ông quay gần nó cho cái tay này, cái tay cầm tay nắm này. Đấy. Anh em nhìn thực ra là 39.500.000 đúng không ạ? Tương đối là ok rồi. Đấy mọi người nhìn nhá. Đây. Hiện tại là đang dán ni lông cả xe luôn anh em nhé. 39.500.000 một chiếc xe Win biển 26 F7 8135.
Đấy, anh Nguyễn Đức Học 39 triệu gửi về Hải Dương được không? Cố lên một chút anh ơi, giá này so với bữa trước là em đã xuống chủ động xuống 1 triệu rồi đấy ạ. Thật ra là cũng rất là muốn anh em đến với xe những cái giá tốt nhất. Thực ra cái lượng bớt cũng là do một số anh tập tập nhưng không đến được với xe thì các anh cũng không xe tạm. Alpha giá thế nào em anh Tạ Bình? Chờ em một xíu nhá. Em sẽ lên luôn đây ạ. Em một xíu em lên luôn bây giờ đấy ạ. 39.500 thực ra là cái giá này là bọn em đã cân đối tốt nhất có thể cho anh em rồi. Anh em nào mà quan tâm hoặc yêu thích những chiếc xe Win form dáng này thì là inbox trực tiếp cho các bạn nhân viên bên em báo cọc giúp em nhé mọi người nhá. Ạ. Không có nhiều đâu. Anh em cố chút sớm nhá. Hot, đây là hot anh em ạ. Vừa mới về hàng xong. Còn không quen về cái mẫu Wea mới, em sẽ giới thiệu một vài đặc tính của những thằng Wea mới này. Đây gọi là những cái mẫu biển cũng tươi em ạ, biển viết 88 cơ. Tại vì những cái kiểu Wea mới này nhiều các anh em chưa quen, đặc biệt là cái càng đen. Anh em lưu ý cho em, cái thân càng này nó phải màu đen, sơn zin ngoài hết nhá. Nó còn có những cái mã trắng đánh seri ở trên chốc nên anh em mà có sơn lại nó mất ngay cái mã trắng này. Đấy nên em nó giới thiệu nó là cái bản càng sơn zin ngoài hết. Đúng không ạ? Ha lốp của 2023 tuần thứ 34/2023 anh em tuần 34/2023 và hơn 300 cây mà đây, 344 lòng sân này zin nguyên rồi. Em zin luôn ra máy này lốp bảo vệ này tất cả này nó là hàng gọi là rượu nhạt bán người nhỡ nó là dòng gần như là lướt của lướt rồi các anh em nhé chủ vừa mới mua xong thôi cả lốp trước lốp sau zin hết rồi. Xe không dán ni lông nhưng mà không bị xước cát tí gì nhá. Vì có hơn 300 cây mà, nó rất là mới. 74388 biển tươi đúng không anh em từ những cái ốc chụp này, từ vành bánh tam nan mobile này, tem nó còn gì cho xe, anh em nhìn đạo đồ mà cho trên này. Mới không ạ? 344 km, thực sự ra là những chiếc xe này thì để anh em vừa mua xong mà bán ngay như này em cũng thấy rất là ít nha mọi người nhá. Đây, giới thiệu anh em là cái công tác nhá. Về bình thường của Alpha là họ sẽ lắp công tác này, một chiếc công tác gọi là sáng đèn suốt 2 pha thôi. Sơn. Đây họ đầu tư công tác 3 nút, 150k một công tác. Anh ơi Win 39.500 anh Nguyễn Sơn ơi. Tặng anh em một công tác độ là 3 nút này, còn công tác zin là em vẫn để trong cốp, anh em lấy có thể đòi hỏi đúng không ạ? Lắp phụ kiện như là các cái nốc, các cái khóa tất cả đều có móc treo đầy đủ zin hết. Zin hết anh em ạ. Đây phanh vẫn còn đang dán ni lông, dán băng dính anh em thấy. Đúng rồi. Mua mới nó có một cái băng dính dán cái thông tin xe ở đây. Lấy cái thông tin xe ra vẫn còn băng dính, chưa bóc đúng không ạ? Rất là mới. Rất là đẹp. 344 cây anh em nhìn thấy mới không ạ? Giá thì thật sự là cũng dành cho những anh em thật sự đam mê xe đẹp, thật sự đam mê xe chất đấy. Thì anh em cân đối chốt cho em nhá, một chiếc Alpha 2023 đấy. Bản những đời cuối của 2023 rồi thì giá để ra cho anh em mình là 19 triệu. Anh em so sánh với xe mới thì nó rất là khó, nhưng nó là một bản xe lướt hơn 300 cây, lắp phụ kiện full, anh em nhớ cho em lắp cả công tác tắt đèn đầy đủ hết. Đấy, anh em lấy về thì nó là biển sẵn Hà Nội nữa, nên anh em phải tính cho em những cái chi tiết phụ kiện kèm theo thì anh em mới thấy lợi đúng không ạ? Cũng là một vài những anh em ở tỉnh xa, công tác ở Hà Nội cần một cái biển Hà Nội đi luôn thì đỡ phải đi đăng ký. Hơn 300 cây. Dành anh em biển tỉnh hoặc là ví dụ như anh em biển Hà Nội mà lười đi đăng ký thì làm cho em con này 19 triệu đồng. 344 km 2023. Lốp còn zin theo xe anh em nhá. Mới ơi là mới đây. Hoàng Dung có SH 2018 tầm 60 triệu không vậy? Có luôn ạ. CBS là tầm đấy được. Còn ABS rồi, anh cố lên tầm hơn 62 em mới ra một chiếc. Cho em một xíu chút em lên nha anh em nhá. Đây, ở Đức Sơn Ông còn 50cc. Copy 50cc dành cho học sinh sinh viên không cần bằng. Cái là dáng Jogno. Jogno nha anh em nhá. Tên đầy đủ của bản xe nó là một mẫu phiên bản line của cái hàng Jogno của Honda giống đến 99%. Đúng rồi. Là gần như hàng line 1 đây, anh em lưu ý cho em. Đấy, chỉ khác trên thương hiệu của đăng ký là ghi Made in China thôi. Made in China. Còn về thiết kế anh em nhá, nó giống ở Jogno Honda đến 99%, anh em cứ yên tâm. Thiết kế nó là một cái anh em cái mới vào Trung Quốc họ cho hai chị em xin một nút chia sẻ mọi người nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Gì đấy? Lấy mẫu của Trung Quốc thì tuyệt đối. Rồi rồi, rất hợp lý. Bản tháng 10 2020. 2.500.000, 12.500.000 cho một chiếc tháng 10 2020. Luật mới. Đấy. Chị Dung mới hàng biết. Hàng xe ga nhá, cốp rộng đúng không ạ? Các cháu đi học, các cô gì mà cần chạy một chiếc xe nhỏ nhỏ ở phố, ở quê đi chợ. Rồi. Hoàn toàn lựa chọn mẫu này cho em, rất hợp lý. Đúng không ạ? Đây, đồ sân, đồ nỉ tất cả này, zin hết anh em, tất cả gai này, nguyên bản hết, công tơ vẫn hoạt động bình thường nhá. Còi đèn xi nhan đã được kiểm duyệt hết rồi. 52.500.000. Vâng, không cần bằng, đi lại không thoải mái. Chính xác là không cần bằng. Cho các cô, các chú, các mẹ mà đi kiểu là nhẹ nhàng,
chợ búa cũng rất là chính ok xác, mọi người nhá, tại vì là nó rất là tiết kiệm xăng, dùng tích nó ít, an toàn. Thực ra có rồ ga nó cũng chỉ nhấc xe một đoạn mình vẫn kiểm soát bình thường được. Đúng rồi. Đấy, và thứ hai là chạy trên đường cũng không thể đạt được những cái phân công tơ, cái vận tốc cao mà nó gây nguy hiểm. Đấy, anh em cũng có thể hoàn toàn cân đối mẫu này để thay thế cái xe đạp điện của nhà mình nhé. Em cũng rất khuyến khích anh em lưu ý chọn những cái mẫu xe 50cc của hàng liên doanh cũng được, hơn hẳn hàng của điện. Điện, xe điện là bản thân họ đã là hàng liên doanh rồi, mà nó chạy không phát ra tiếng nổ, rồi nó chạy bằng motor, nó cũng độ an toàn, nó thì không thể bằng những cái dòng chạy xăng được. Đổ xăng con này mà 12.500.000, 50cc, rồi, long, ngon, đẹp, long anh. Jogno nhé nhá, 29A98722, một chiếc Jogno 12.500.000, màu đen, đấy, dành cho tất cả các bé đi học, các cô mà không cần bằng. Đúng rồi, rồi, một mẫu mới đây, có Vision màu nhám đen đẹp không, Hoàng Kiên, anh Nguyễn Lăng. Có SH đẹp màu không? Đen không? Anh ơi, có màu đen nhanh nha, SH đẹp màu đen. Sáng em mới like xong anh, 130 thôi. 150 209 màu đen, có màu đen. Vision màu đen nhám đẹp không? Em còn màu đen nhám của 2022, 35.500.000, bản cá tính, biển Hà Nội. Sáng em vừa like ạ. Rồi. Cảm ơn tất cả. Đấy, tiếp theo em một đang chiếc có hai bếp đang ủng hộ bên em. Một chiếc Dream nha anh em nha, một chiếc Dream Việt Nam, ông quay gần giá 2004. Đây, một chiếc Dream Việt Nam, vành bánh tam nan này nó hơi xùi xùi tí thì do là... Quả nhấn cái đầu bò xe này. Đấy, cái này là nó bị anh em mắc cái gì nhỉ, cái khóa càng. Đấy, bây giờ là tháo ra là chưa kịp bỏ ra thì thường nó hay bị rôm, không tránh được đâu ạ. Vành bánh tam nan có một zin đấy mọi người nhá. Đây, ông quay cháu cái đầu bò. Đấy, một chiếc Dream Việt Nam, đầu bò đẹp nha anh em nhá. Đầu bò đẹp. Tối rồi, xong có tối không? Không. Quay 18 triệu thôi, anh em nào có nhu cầu thì chốt cho em 204 mà có 18 triệu anh em ạ. Nhưng mà nó là cái đầu bò zin nhá, hàng gioăng xanh 204 đây rồi. Một chiếc zin 18 triệu, chưa có bao dọn nhá. Em nhấn mạnh lại, một chiếc chưa bao dọn đâu. Chiếc này là vừa mới mua về thôi. Anh em nhìn trục giật này, Meyer này, còn này, đúng không ạ? Ra máy này. Đấy. Thay mỗi cái ốp nhựa kia thôi, còn ra máy còn zin quả ra máy và đặc biệt là quả đầu bò. Nhờ anh em nghe em cái máy zin này. Thôi, ông lên cái da máy này zin nhá. Cả máy cũng là zin luôn nhá. Đấy, chút đầu lên đây. Từ càng này, tầng mô này, càng này, mô này. Vành bánh tam nan cũng còn zin nhá, tem cũng còn zin cho xe này. Đấy, vẫn còn đang dán dính tí ni lông. Thay mỗi cái ốp ngoài anh em nhá, zin Việt Nam con này thay mỗi ốp ngoài thôi, còn da máy cũng còn zin, đầu bò cũng còn zin này ông ơi. Đây cho cái đầu bò zin. Đầu bò rất là đẹp. Đấy, luôn, gioăng xanh năm 2004, chuẩn rồi. Đây, rồi. Nắp bình xăng nữa. Có đấy, máy chạm chưa? Thôi. Anh zin máy zin luôn. Họ dư tên Hải. Máy zin anh ơi. Đây. Có 18 triệu thôi. Ừ. Anh em nào có nhu cầu thì chọn cho em. Được rồi. Cái là máy zin, còn lại về nhũ là em đánh giá chiếc này ở mức độ gọi là trung bình. Đây, đúng rồi, ông quay gần. Đấy, gần nhũ và nhựa là trung bình thôi, nhưng nó lại được cái máy cứu lại. Đấy. Cái này thì nó là nói thật ra là cái ni lông nó chết rồi. Bây giờ anh em về có thể một là thay, hai là bây giờ mình đổ nước sôi để cậy nó ra. Đấy, và cái mặt cái vành pha này. Cái vành pha anh em có thể bán lại nhá mọi người nhá. Bán là lại dán. Hoặc là dán. Đúng rồi. Ok. Ok. Là một chiếc xe mà chủ là cũng là giữ cẩn thận quá, đâm ra nó cũng nát. Không hề nát em ơi, nó máy chất trông mạnh. Máy thì chất lượng. Tại cái phần nhũ em phải nhấn mạnh cái đồ nhũ của xe mà nó không sáng, các anh nhìn trên điện thoại nó sẽ không được đẹp. Đúng, em ghi nhận chiếc này về nhũ và nhựa là ở mức độ trung bình, nhưng về máy nó ở mức độ khá và tốt rồi. Anh em cái nhưng quan nó trọng có 18 nhất triệu, đúng không? Là xe chưa dọn thì thường thường anh em nhìn quay camera vào đây thì nó sẽ bị tối. Đấy. Rồi. Đồ đạt thì nó nói thật là con này đồ đạt thì nó cũng bình thường thôi, nó không được đẹp lắm. Đấy, nhưng được cái là nó sơn zin máy zin. Đấy, những cái gì là chi tiết là mình đã tả hết cho anh em rồi, những cái gì cần phải làm nhá mọi người nhá. Vành pha anh em phải làm này. Mặt đồng hồ anh em phải bóc ni lông hoặc thay, không đáng cái gì đâu ạ. 18 triệu 500 à? Đúng rồi ạ, 18 triệu thôi, 18 triệu. Em nhấn mạnh lại là 18 triệu thôi. 18 triệu. Chưa bao dọn nhá. Các anh em mà muốn sơn đẹp hay muốn làm đẹp lên thì anh em chủ động lên cho em. Đấy, đồ dọn chưa có vào. Chốt cho anh em mình chuẩn là 18 triệu cho cái chiếc Dream 204 này. Vâng, cảm ơn tất cả các rồi, anh em. Anh em bên anh đỏ đang đào hiếu. Hoàng Dung nói 29 màu đen bao nhiêu ấy nhỉ? 29 mà màu đen thì anh hỏi 125 hay là 150 anh ạ? 125 nó rơi vào tầm hơn 6, tầm 70 rồi. Nó phải lúc này nó lên đến 70. 150 mà anh lấy nó phải rơi vào hơn 80. ABS phải đến tầm 85. Anh cân đối cho em những cái bản 125 và 150 29 nhá. Rồi anh Huy Long đang hỏi có Vision 2019 2020 biển 70. Em có chiếc biển 36 2019 màu trắng sport rất đẹp anh ạ. Biển 37 thì hiện tại em đang không còn Vision
Thực ra em thấy rất nhiều anh em đang hỏi Vision lướt giai đoạn này. Bản thân em anh bán mấy ngày nay Vision cũng rất là hot và chạy. Anh Nguyễn Sơn đang bảo Dream 17.500, anh chốt. Kỳ vọng là em là phải vào 18.8, 18.5 cơ. Nhưng mà thôi em cũng là rất là muốn anh em mình đang xem live là có cái giá ưu ái và tốt nhất thì em chủ động xuống cái giá 18, mong anh em có thể cân đối chốt. Có tranh nhau 500.000 thôi anh em mình gặp nhau tí cho vui anh Nguyễn Sơn ạ. Tại vì có nó có 500.000 thôi, bọn em anh biết thừa là bọn em bán live, bọn em chỉ cộng một xíu để cái những cái buổi live nó tương tác rất là nhiều. Đúng rồi ạ. Ví dụ như bình thường em đăng một bài thì rất là nhiều anh em sẽ ít anh em xem đúng không ạ? Em khi mà em like cái live này em nó lại được lan tỏa. Anh chia sẻ bài cho em thì tất cả là những anh em khác được xem cái video của em. Nên ra tập thể khách hàng nó rất là rộng. Nên ra là giá thì bọn em cân đối giá tốt nhất có thể cho anh em rồi. Em mong tất cả anh em bọn em cộng thì có xíu gọi là nhá. Vâng. Anh em mà chốt thì có thể bọn em ra đưa đò thôi. Xíu lấy mai. Thật sự là chỉ đưa đò, các anh em cố gắng tất cả những buổi live trực tiếp anh em cũng đã xem rồi. Đấy, do những cái thời gian xem live trực tiếp nó cũng lâu nên là em sẽ đọc thẳng cái giá bán luôn để anh em cân đối. Đúng rồi. Cân đối thì lựa theo cái tầm con nào của mình. Chưa dọn em báo chưa dọn, con nào dọn rồi em báo dọn rồi cho anh em nhá. Đây, một mẫu Rider 2014. Đấy. Hàng Rider là Saxia đúng không? Rất nhiều khách hàng luôn luôn thanh niên, chính xác là các anh em thanh niên rất tin dùng và lựa chọn rất nhiều. Thì hôm nay giá em cũng đưa xuống những cái giá thật sự là để cho anh em có thể tiếp cận xe một cách tốt nhất. 20.500 thôi trong cái buổi live này. Các anh em nhá, một chiếc xe dòng phân khúc thể thao, máy 150, kiểu dáng dành cho thanh niên mà có 20.500 thôi. Đời 2014, máy đang nổ đây nhá các anh nhá. Đấy. Rồi, nó còn đang thiếu mất một cái chắn ở mặt phía này thì nhìn anh em sẽ nhìn được che được cái phần xấu của cái nhược điểm của cái phần nó bị hở, nó bị hở. Trông nó hở tách cảm giác này chứ bình thường nó che được cái mặt này trông nó đỡ hở tách cảm giác cái chỗ này ra. Đấy. Đây, nhìn cái da máy, nhìn cái thân khung sườn đúng không? Anh em lấy về đi thoải mái chạy 150 dòng Rider. Kiểu dáng ngồi nó rất là thoải mái, nhìn nó dáng đẹp. Chính xác là dòng xe 150 thì Rider được đánh giá là kiểu dáng đẹp và rất. Có AB đời cũ không anh Nguyễn Hùng? Đời cũ em có nhiều chứ. Từ 2009 là 10 hoặc chế cơ em đầy đủ hết. Anh có thể hỏi cụ anh, thể anh Nguyễn em Sơn, ảnh chi tiết xem. Dream đó bạn biển gì? Anh ơi con đấy hình như em nhớ nhầm biển Hà Nội 29T 440-02. Rồi ok anh Bảo An. Cũng phải để cho anh nghỉ ngơi một xíu anh ạ. Tại vì là nhiều khi là sức khỏe mỗi một người nó có hạn thôi. Like nhiều, nói nhiều nó cũng hơi bị mệt anh em ạ. Có xe số dưới nào dưới 6 triệu không anh Thiệp? Anh Đoàn Trương. Xe số ạ, có anh nhá, hai chiếc Viva. Đấy, phục vụ anh em những cái xe tầm phân khúc rất là hợp lý, có 5 triệu mấy thôi. Anh em sử dụng được xe số Viva rồi, đúng không? Còn Jupiter hoặc Silas thì anh cố lên cho em tầm dao động 6 đến 7 triệu là những cái xe phân khúc đi ăn đi làm thoải mái luôn ạ. Rồi. Quay anh cố lên tầm 7 đến 8 nhá, rất nhiều trong nhà. Chiếc SH anh em nhá, 2019. Denson 150. 150. ABS, đây là cái mẫu đã là mẫu đẹp nhất của cái phản đèn LED 2 tầng, nó lại được trang bị là màu Denson và ABS. Rồi. Đấy, anh em nhìn thấy một chiếc một chiếc SH 150 phanh ABS bản đen tần rất là hiếm nha anh em nhá, tầm này không có nhiều đâu ạ. Em nói thật với anh em tầm này không nhiều. Đúng em rồi. Quay cho một xin một vòng, hiện tại công tơ đang chạy là hơn 9.000. 83 triệu cho một chiếc 150 ABS đen tần 2019 29M1 6626 ui giời 6662. Anh em nhìn nhá, từ cái yên đúng không ạ, theo chỉ đen này anh em nhìn đúng không ạ, chuẩn chỉ đỏ rồi, yên đen chỉ đỏ, chữ SH đỏ đúng không? Rồi, tất cả đều thiết kế chuẩn cho những cái mẫu của Denson. Được anh ơi, anh Nguyễn Hùng ơi, được. Các chị có làm một lết đời cũ đây chị. ABS. Có lết đời cũ ra đây đẹp đẹp đây. Hả? Lết đời cũ mà. Cứ cho chị một con nào đẹp đẹp ra đây để chị giới thiệu cho anh Nguyễn Hùng này, anh đang muốn. Rồi, chiếc SH Denson này chốt cho anh em mình là 83 triệu nhá. Anh em nào có nhu cầu thì chốt cho em bản Denson 150 2019. 2019 mọi người nhá, bản LED 2 tầng, nó là màu đen sần. Ví dụ như màu đen bóng thì bình thường, nhưng mà thôi màu nó là màu đen sần. Phanh ABS mọi người nhá, bản này là bản cao cấp nhất của dòng form dáng này. Bản LED 2 tầng 2019. Đây, ông quay gần cho cháu phanh ABS. Phanh chống bó cứng anh em nhá, phanh chống ngã, chống chân trượt đấy ạ. Rất là an toàn. Đấy, một chiếc LED một chiếc SH 2019. Nhầm anh em ạ, nó cứ nhầm sang anh à. Vâng, mẫu Denson 2019 là mẫu hot và đẹp nhất nhá. Các anh có nhu cầu có thể chốt chọn giúp em thì bây giờ không còn hàng, thật sự anh là Quang Loa. Có XI 135 chất. Ui giời, đây có luôn. Đúng anh ơi. Rồi, tí chờ em sẽ ra luôn anh nhá. Một xíu em lên luôn. Có lít anh Lê Bô, có lít 2.1 còn zin giá bao nhiêu? Máy cơ chân chống tường anh ạ, nó dao động tầm 10 đến 11, còn chân chống điện anh lấy tầm 12 đến 13 anh nhá. 6 đến 7 triệu có lên sóng được không?
anh Đoàn Trương 6-7 triệu, thực ra em vẫn lên sóng bình thường mà. Tất cả đúng những dòng xe em lên hết mà, chẳng qua là vì cái anh bờm có 150SX. Cái thời hạn nó không nhiều, hơn 1 tiếng đồng hồ nên là chị vâng. cố gắng làm sẽ sao cố gắng mà. Hết sức nhá. Đấy, tốt rồi. Có thể anh bờm hỏi 150 loại gì Lan. Ạ? Ui, Đức ơi, cứ cho chị con AB 6 Lan đẹp đây chị. Rồi một chiếc da lót anh em nhá. Mẫu mới nhất nhá. Các anh em xem cùng cái mẫu mới nhất, cái phần đầu này nó sẽ to hơn này, phần mặt nạ này nó sẽ là công nó là dày dặn hơn này. Không được à? Không đây được à? Đẹp hơn này, các anh em nhìn này. Rồi. Tí nữa bê chị. Dày dặn hơn này. Rồi. Một chiếc da lót màu này là gọi là màu xanh. Màu xanh gì nhỉ? Xanh Hòa Bình. Ông rồi, màu xanh Hòa Bình. Biển 35. Con này cũng ấy đấy, con này. Rồi, một chiếc Janus anh em nhá, biển 35 mẫu mới nhất đây rồi, mẫu của 2023, sản rồi. Xuất ở những năm cuối 2022. Mua là 23 triệu rồi. Chính xác cộng cho anh em. Thôi xe này cộng 1,5 triệu thôi, 24,5 thôi. 24,5 triệu. Anh em nhớ nhá, nó là bản quá smart cây. Nó là những cái bản mới nhất từ cái mặt ban thờ hoặc cái độ nhìn mặt đồng hồ này này, em quay lại cho anh em nhìn lại một lần nữa. Đồng hồ cái mặt khác hoàn toàn mẫu cũ nhá. 3.800 cây thôi. Đấy. Đấy. 3.000. Con này mà mùi xăng quá. 3.800 chương. Chưa ra. 2023 anh em nhá, 2023 bản này là bản pha to này. Rồi. Đấy, 24,5 triệu. Màu này là màu xanh Hòa Bình. Đấy. Tem mới này. 24,5 triệu. Một chiếc mẫu của 2023 anh em nhớ cho em, nó là một mẫu mới nhất đấy, hàng rất là đẹp và chất đấy, phục vụ cho những anh em nào, chị em nào chọn những cái mẫu da nớt mới thì cân đối cho em mẫu này nhá. Rồi ok, Đoàn Trường kêu Đức bê mâm cho xe 6-7 triệu đi chị. Rồi ok, chờ xíu ạ, giới thiệu vài con dưới đường cho nó đỡ bị tắc tí nha anh em nhá. Một chiếc cho SH kia lên đây, ông Tuấn cây vào đi SH nha anh em nhá. 150. Ông cho cháu một vòng đi phanh ABS. Chạy được 7.000 cây. Ông cho cháu xin một vòng đi. Đấy. Xe này đã dọn sạch sẽ ngon lành cành đào rồi anh em nhá. Đây anh em cũng là phanh ABS này ông ơi. Một vòng cho cháu đi. Một vòng cho cháu 2020. 150. Đăng ký được sang 2021 đấy anh em nhá. Đăng ký được 2021 kiểu gì. 2021, đăng ký 2021 thì đời 2020 nha anh em nhá. Đúng rồi. Đấy. 150 ABS đúng không? Rồi, từ cái tay sách vẫn còn zin nha anh em nhá. Một chiếc SH biển 29V5 60801 2020 đăng ký 2021. Đấy, 81 triệu. Anh em rất nhiều anh em cũng đang cho em hỏi cái dòng SH 150 ABS thì đây. Được. Em đang cho anh em một cái mẫu xe cuối 2020 sản xuất, đăng ký ở đầu 2021. Được trang bị là máy 150 cùng với cái chức năng là có phanh ABS chống bó cứng cả hai bánh. Giá là 81 triệu. Rồi. Anh em cũng lưu ý cho em là mẫu 150 hiện tại bây giờ ngoài hết Honda dừng sản xuất rồi. Họ sẽ tập trung sản xuất 160. Đấy nên những anh em nào đang dùng cái phân khúc tầm 80-90 mua xe cũ thì cân đối chọn 150 là rất hợp lý. 160 các anh em phải lấy tầm trên 90 trở ra rồi đúng không ạ? Hoặc mua mới thì phải trên cả trăm chưa đăng ký. Nhưng 150 các anh em bỏ ra 81 là đã sử dụng được rồi. Hoàn toàn cạnh tranh với cái giá anh em bỏ ra mua 125 mới. 125 mới các anh em đăng ký xong phải 80 trở ra. Thế anh em bỏ ra 81 mua hẳn 150 ABS cho em. Rất hợp lý. Vì chạy anh em nhá, chưa đến 1 vạn, lốp còn zin, máy cũng nguyên zin. Đây các cái phanh chống bo cứng này. Đấy. Dòng SH là tài sản lớn, quá trình bọn em mua để kiểm tra rất kỹ, như các cái sơn này các anh em, sơn zin hết, gầm này đều nguyên hết anh em nhá. Đấy. Lốp còn zin trong cái xe. Cái giá là 81 là hoàn toàn hợp lý cho những mẫu 150 ABS. Đấy. Vấn đề nó là 150 ABS đúng rồi ạ. Bình thường cái loại này bây giờ mới vẫn bán trên trăm. Đấy. Đấy vẫn nhưng trên trăm. Nó là lại chuyển sang 160. Đúng rồi. Đấy, và lại không còn 150 nữa nên là anh em mua nó sẽ được lợi cái giá nhất định như vậy. Còn nó chỉ sót lại rồi anh em ạ. Nếu mà bằng 125 đăng ký xong biển Hà Nội. Đấy đúng em khẳng định 125 CBS thôi, chưa được A đâu ạ. Nên là anh em nào quan tâm 150 ABS. Giá là rất hợp lý rồi. Nhá anh em nhá. Có 7.000 km thôi. Vâng. Đấy, 2020. Đời 2020 đăng ký 2021 rồi. Tại vì là nó lưu đời anh em. Nhiều khi là đây, nói anh em nào hỏi em Vision Edson đúng không ạ? Rồi, hàng mới về luôn. Trong nhà thì đang có những cái biển 22 đúng không ạ? Đời thì 2019. Dạ, em cảm ơn anh Phượng Vũ, Dung và Kiệp. Chương trình cũng hay. Vâng. Chi tiết. Cảm ơn các anh nhá. Em thì cũng sẽ cố gắng chia sẻ cho em gái cười tươi cái tất cả các anh em đang xem có thể chia sẻ để em gửi lời cảm ơn ạ. Dạ vâng. Em nhấn mạnh mẫu Vision này bây
giờ không ra nữa, đúng không ạ? Nó chuyển sang cái mẫu mới thì lại cao hơn, ngồi nó lại dáng, nó dáng dòng dòng hơn, nên đúng là rồi. Những chị em mà nhỏ nhỏ xinh xinh lại tẩy chay. Đấy. Em tiếp nhiều khách, các cháu đi, bố đi cùng đều chê bảo Vision dáng cao ngồi khó, thì cái mẫu 2019 đổ lại thì lại được rất nhiều các anh chị em lựa chọn. Nãy em thấy anh nào vừa comment hỏi về 19 là những cái mẫu này đây. Anh em cùng xem. Là bản Sport nhá, bản đắt nhất, hai cái mang cá đỏ này, các anh em nhớ chưa? Màu trắng cũng hai mang cá đỏ, mà màu đen cũng hai cái mang cá đỏ này, đúng không ạ? Thụt đen vành đen. Thụt tem đỏ, đen, đúng không ạ? Càng đen. Đúng rồi, tem đỏ. Vành đỏ ạ. Thụt đỏ ạ. Tem đây đỏ. Đây là một mẫu điển hình cho mẫu Sport, các anh em có thể cùng đón xem. Rồi. Đây một chiếc Vision anh em nhá. Vision sản xuất năm 2019 chạy 10 vạn km thôi. Bản đen sần. Đấy anh em là thực sự đam mê, mà rất là nhiều anh chị em đam mê form dáng này. 24.500 đúng không ạ? Giá rất hợp lý rồi. Có cả màu trắng của biển 36 và màu đen biển 22 này, em giới thiệu luôn để anh em khách hàng có thể cân đối chọn giữa hai màu, đều là bản Sport. Zin hết này, anh em này, zin zin hết. Wow, nội thất đẹp, rất là đẹp luôn. Ơi. Đấy, biển 22 anh em nhé, biển tay sách này là em nghĩ là không đúng rồi, nguyên bản tay sách phải màu đỏ cơ, nhưng đúng đây rồi. Chắc là chủ sơn lại màu anh đen sần đấy. Không đây là đó. Một chiếc bản đặc biệt thì tay sách phải đỏ tay nhá, đơn giản lắm anh em, đúng rồi, tay sách không sao. Nó xuất phát mình có thể bán lại bình thường mọi người nhá, nên là không ngại đâu. 2019 bản đen sần biển 22B23906 anh em nhé, một chiếc Vision. Đúng rồi, nguyên bản nó màu này phải là ghi, và cái mặt nạ này phải là ghi, anh em nhớ nhá, hai cái mặt nạ và cái mặt ban thờ nó phải cùng màu với nhau. Đúng đây rồi. Là thiết kế tem phải tem đỏ đấy, những cái chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng nếu mà anh em có thể nhà bị gặp sản xuất nó phải sản xuất kiểu đấy. Đúng rồi, nhiều anh em mua phải những xe giật là họ không tổng quát giật hết được, nó sẽ bị rồi. Lỗi những cái lỗi chi tiết đấy. Anh Việt Nguyễn đang hỏi có đổi biển Hà Nội được không? Được đổi anh được anh ạ. Thoải vâng. mái, nhưng mà đúng thực ra rồi. Là em nghĩ là thôi những cái dòng này anh em cứ xác định để đi. Không nếu sao, anh thích Hà Nội các anh lấy chiếc này phải 28-29. Anh em lấy chiếc này 245, cái độ biên độ lệch tiền anh em hoàn toàn để sử dụng về việc sang tên không Lương, vấn đề gì. Quang Lương có con lít nào không? Em rất là nhiều. Rất nhiều ạ, à. Em cũng đã báo biên độ chuyển xuống một lượng lít nhất định. 110, 125 nhà em quá nhiều luôn. Đấy anh Quang Lương nhá. Anh muốn đổi con Fairway ZX110 sang con ABFI. Quay ZX110 em ấy. Quay là quay Thái 110 thôi anh ạ. Vâng. Hoặc là quay 110 chứ quay ZX thì ABFI 6 lan ok không em, được anh vâng, chị đúng thế rồi công anh ơi, được ạ. Anh cứ qua anh cứ báo nhân viên bên em, anh gửi hình ảnh cụ thể để em biết được cái xe đấy nó như nào, tại vì 245 nhá. Chốt chiếc Vision này 245 đẹp không? Các anh em thấy đẹp không ạ? Lốp lắp dày dặn chắc chắn này, có nhìn hết luôn đúng không? Mình thoải mái đi, mình cứ sử dụng. Chứ còn là thực tế là không có ZX110 nha anh Trịnh Thế Tùng nhá. Các anh em nhìn 08 này. 19 này, anh em nhìn. Lốp còn từ những năm 2019 đến giờ đúng không ạ? Đây, lốp 2019 và lốp còn lốp dây này. Máy con này đi hay lắm anh ạ. Thoải mái luôn, pha trong pha xi nhan zin hết này, bình thường hay bị rạn, bị nứt nhá. Cũng có nhiều cửa hàng nó dán đen lại. Em đã từng chọn cho khách hàng, em nhiều đúng khách rồi, hàng chắc khả năng anh là nó nứt ạ. Ở trong, thế nó dán lại nó che mất. Đây anh em phải để đúng mục, nhìn thấy được. Đấy, nó không có lỗi lầm gì thì mình mới vào việc đúng không ạ? Càng khung nhựa sơn đấy. Lốp dày dặn. Mà có 245 thôi. Rồi, đây, tiếp theo một chiếc hàng cũng là xe thể thao, phân khúc gọi là nhỏ nhỏ xinh xinh cho các chị em, cỡ như chị Dung nhỏ nhỏ là đi là vừa. Đúng chị Dung chưa ai nói là chị Dung nhỏ đâu anh em ạ. Chị Dung ngồi dòng xe này thì nó nhỏ nhỏ xinh xinh mà nó vẫn có cái nét cá tính nhất định. Đấy là xe côn, hàng cỡ nhỏ của Honda. Đấy. Tóm lại là nó là hàng gọi là thể thao form dáng nhỏ dành cho tất cả các anh chị em đều đi được, các đúng bạn rồi. Nữ cá tính đều đi được nhá mọi người nhá. Tên là MSX125, hàng chuẩn Honda nhá. Dòng Honda MSX này rất bị nhiều hàng Trung Quốc nhái, nên là khách hàng mua nhiều, khách hàng bị nhìn giống hệt của Honda, thay luôn lốc bưởng của Honda nhưng trên đăng ký lại ghi là hai đa thôi. Đấy, nó lại dở như vậy. Nên các anh em mua lưu ý chọn kỹ chuẩn Honda nhá. Xe của 2014, bên em chốt giá ra cho anh em mình là 20 triệu. 20 triệu một chiếc Raider. Chiếc MSX. À, sorry anh em. 2014 hàng Honda rồi, chuẩn ốc Honda, ốc đầu bò nhá anh em nhớ phải kiểm tra cái ốc đầu bò, nó phải là ốc ngắn ốc chuẩn, chứ còn ốc Honda ốc đầu nó dài thô lô ra cơ. Đấy, hàng zin hết anh em yên tâm. Rồi. Đồ đạc theo xe có dán thôi thì chắc là đây là xe một mẫu anh em cũng là cá tính thể thao, dán nhìn màu sắc lên nó cũng được, đăng ký trắng mà có điểm vàng vào nó cũng hoàn toàn hợp lý thôi. Biển 15C1 anh em nhá, 43173 đấy. Quả xe này là bình thường là xe thể thao, các cụ thiết kế quả vết mà đúng phì vào mặt ông đi sau, nhưng quả này thì nó lại vết đằng sau cũng đã là biết ý rồi, chắc chắc cái cổ vô xuống rồi đúng không ạ? Nhiều khi mình đi đằng sau ông nào ông ra bùm bùm có cái là ngồi sau xe này là hơi nóng đùi tí vì cái dòng mới nhảy bô nó vòng lên
mô đúng giống rồi. Như mô 68 ấy, nó vòng lên trên này nó cao, tức là ngồi đằng sau là ôm mô trong mép đùi. Đấy. Những cái đời về chưa sau thì nó mới đưa xuống, còn đời 24 đến 26 là bô sẽ đưa lên cao. Đấy, anh em nhớ nhá. Đấy, 20 triệu thôi. 20 triệu nha đèn anh LED, đúng không? Đèn LED bi, rất nhiều các tính năng mà em cảm thấy nó ngồi rất hợp lý. Đâu em đọc lại nào. Rồi. Lít giá khoảng 30 củ. Anh 2020 được rồi, tầm vâng, này cái anh okay, lấy anh. 2020 được, lít tầm đấy. Rồi. Đến 2019 2020 là lấy tầm giá đấy được. Đấy, anh chị. Đúng rồi. Anh đổi thoải mái nhanh nha, anh cứ liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên bên em. Anh gửi hình ảnh cụ thể cái xe của anh, xong là anh xem được cái xe nào của bên em sẽ cân đối đổi giá cụ thể cho anh nhé. Tại vì anh em mà xem live bên em cứ báo với các bạn nhân viên là anh đang xem live con này giá này như thế này cho anh cọc, anh đổi xe. Thì các bạn nhân viên các bạn sẽ tức khắc là các bạn sẽ liên hệ với anh và cân đối cái giá của bọn em live cho anh. Anh Trịnh Thế Tùng nhá. Vâng. Mẫu okay, 50cc tiếp theo ạ. Rồi. Bella. Cái gì? Carrera. Carrera. Rồi, Carrera. Một mẫu mà các cháu gái rất là thích vì nó đẹp. Mãi xem cái cô Bella nên thành ra bây giờ bị nhiễm. Thiết kế thì không thể chê được, các pháp sư Trung Quốc thì đánh giá điểm 10 cho thiết kế, anh em lưu ý riêng về hình thức thiết kế thì nó là đỉnh rồi, chóp rồi, đẹp rồi, đúng không? Từ cái đèn rơi này, mặt đồng hồ nổi này, đúng không? Qua củ tay nắm tay phanh chức năng, đúng rồi, rất đẹp và sang, yếm mỏng đứng rất là thích, để chân vẫn rộng, đúng không? Rất nhiều các chức năng mà em thấy, cốp cũng ok, xăng để trong, nhìn nó rất là ok luôn. Đấy. Cốp cũng đều cũng rộng, đấy, dành cho tất cả các mẹ, các chị, các em, các cháu đi mà bỏ đồ cá nhân vào đây cũng được, mũ bảo hiểm, đồ cá nhân là ok. Một chiếc Clio bị màu đỏ. Đấy, cho cảnh mặt mũi cũng ok. Con này biển số là 29A anh em nhá, 54740. Rồi, đời của 2019 giá sẽ là bất ngờ luôn ạ, để cho anh em mình 11 triệu 500 thôi. Đấy, cũng nhiều anh em lấy cái tầm phân khúc trên dưới 10 triệu thì lựa chọn mẫu này cho em. Rồi. 10 triệu 500. Rồi anh qua loa để em bảo Đức cho một chiếc 2019. Anh em nhớ nhá, bản Carrera nó có cả công tắc dừng ta tắt an toàn đấy. Đấy nãy em để tắt nên không để được, anh em phải bật lại thì để nó mới ra được cơ ạ. Đấy, cái dòng Carrera 50cc này nó phải là vậy. Rồi. Đâu Đức ơi. Thì em nổ cho đây rồi. Được rồi. Công tắc nhá, anh em ấn sâu nó xuống giúp em. Đây là công tắc an toàn, nổ rồi. Rồi. Thiết kế rất là hay luôn. Anh Cường Bi nhắn tin kiểu ạ, em chưa hiểu ý ạ. Có cả cái quả tản nhiệt này, anh em nhìn đúng không? Rất là đẹp luôn nha. Giá hợp lý thôi, 10 triệu 500 anh em nhá. Một chiếc Clio 50cc dành cho các cô, các chú, các anh chị em, các cháu không cần bằng mọi người nhá. Lên xe 6 7 triệu. Anh Hoàng Hội có xe 50cc cho cháu trai đi học không? Anh lấy xe số đúng không ạ? 50cc thì em có cả Jim 50cc, Elegant Galaxy rất nhiều luôn. Đúng là hôm nay em đang lướt ở tầng 2 nên là đưa xe ga. Anh qua loa. Xe số em để nhà 64 rất nhiều. Trời, em lốp con này em quay con X-Size 135 cho anh em. Vâng, trước, ok. Lít màu xanh tím. Đấy, nhiều khi nhìn thấy rồi chẳng biết nó là con gì, không đọc nổi. Rồi. Trong đầu là có cái con đấy rồi nhưng mà không đọc ra mồm được anh em ạ. Đấy, cũng không lít phải đơn 125, ra. Bản đèn xi lông thôi, đúng rồi, không sao. Nhiều khi, đấy, nó có gọi. Là biết nó là xe lít nhưng không đọc ra mồm được. Đấy, 2018. Cho cháu xin một vòng màu xanh tím ạ. Đây, một vòng. Anh nào vừa hỏi em là cái tầm 30 thì đây, có đúng chiếc này luôn, còn không đến 30 luôn các anh ạ. Các anh chọn cho chị nhà mình mẫu này đi rất là yên tâm, 29 triệu thôi. 2018 quá smart cây nhá. Hàng là máy zin, sơn vẫn là zin luôn. Các anh em nhìn này, các cái để chân này hoặc là các phần này đều nguyên bản hết. Rồi, biển Hà Nội luôn. Em ơi, cho chị có đích size 135 xuống. 135 xuống. Biển Cầu Giấy luôn nhá. Vâng, 29P171289 ạ. Một chiếc xe lít 125. Đẹp đúng không anh em nhìn, các cái để chân này rất là đẹp đúng không ạ? Tem này, zin của xe này, tem zin này anh em cứ cậy nó thật rất là không bong được luôn. Đây. Hàng sần này đẹp đúng không ạ? Cổ bô vẫn chưa sơn nhá. 218 quá sờ mắt cây, 29 triệu đúng không ạ? Anh em lấy tầm 30 thì lựa chọn mẫu này cho em. Đi nói thật với các anh em nó là muôn thuở luôn. Đây, 10 năm nữa chưa phải lo đến sửa đâu ạ. Đây là khẳng định. Tại vì có những chiếc lít 208 đúng không ạ? Cũ hơn chiếc này 10 năm bên em vẫn bán nhưng anh em chạy vẫn ok. Thím zin. Cốp là 37 lít. Thực sự là rất là rộng. Con lít đi bao nhiêu km rồi anh Quang Lượng? Đây ạ, em bật lên anh em xem nha. Từ cái yên vẫn còn zin theo xe anh em nhá. Cái yên, cái sần vẫn zin theo xe này. Cái tay cầm vẫn zin này anh em nhìn. Công tắc này vẫn còn zin theo xe. Tất cả những cái này còn zin theo xe. Hiện tại con này nó rơi tầm khoảng gần 2 vạn rồi anh đúng em rồi. ạ.
màu được cái màu xanh tím than này nó là cái màu rất là đẹp và hot, rất nhiều các chị em thích và anh em đi cũng ok. Nó gọi là bền màu, các chi tiết xước nhỏ nó không hiện lên. Đấy, lâu lâu không rửa vẫn được ok. Được 30 cái tay sách này thôi, còn tất cả đồ sơn này vẫn zin theo xe anh em nhé. Đồ sần nâu đồ đẹp sần nhỉ. Sần nâu vẫn còn. Tóm lại từ cái tay nắm, tay đấy, nắm này, vẫn còn zin hết. Cái tay nắm này từ cái sơn sần theo vẫn còn zin theo xe anh em nhé. Hợp lý anh nhá, 29 triệu mà được khóa sau mắt cây. Cốp thì rất là rộng, máy thì 125. Để mà nói đến diện tích ngồi em đánh giá lít được đứng đầu luôn. Một người đứng, bốn người ngồi trên yên. Vậy là vì đây cũng được một người mà. Em cũng đã từng thử rồi, vậy là 5 người. Thật sự là rất là rộng thoải mái đúng không ạ? Nhà có 5 người cân đối. Rồi, Winner đây ạ, Winner đây ạ. Nhà em trên tầng vẫn còn từ 3 đến 5 chiếc Winner V1 nhá. Có những chiếc phân khúc giá có 16, 17, biển tỉnh 36 và biển Hà Nội màu xanh có 17 triệu thôi, anh em có thể cân đối lựa chọn. Thì em đưa xuống một chiếc 216 của đời 2016 của biển Hà Nội, được độ đèn bi led này và được bản đen sần và rất là đẹp, từ những cái lốp này vẫn còn từ những năm đấy anh em ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Ông để quay một vòng quanh xe cho các anh em xem. Hàng là máy zin nhá. Đấy, được chiếc màu đen sần ạ. Đấy, em nổ cho anh em cùng nghe chiếc Winner này nhá mọi người nhá. Giá rồi. Đúng rồi ạ. Được. Nó chỉ 13 thôi, 13 cho nó tháng 12 2016 đấy, biển Hà Nội. Được cái ưu điểm là cái màu đen và bản Winner có là xe, nó là xe côn 6 số, các anh em có thể chạy xa, chạy đường trường hay chạy dịch vụ hoàn toàn có thể chọn mẫu này giúp em. Được, cũng được, một dòng xe thông dụng, rất là đi rất là lành thật sự. Rồi. Và cái phân khúc giá rất là rẻ. Biển số này là 29X1 anh em nhé, 54178. Đây, từ tốt công tắc nó vẫn còn rất là ok. 2016 mọi người nhá, một chiếc Winner màu đen sần. Đấy, vâng. Mác vẫn còn zin theo xe. Cầu đàn, ra máy cũng vẫn còn zin nhưng chưa phải bắn tỉa lại đâu ạ. Thì Oppo này thì anh em chỉ dán Oppo thôi. Đúng rồi. Đấy. Dòng xe côn 6 số, anh em thoải mái chiến cho em, chạy dịch vụ cũng được. Giá để trên live hôm nay nhá, 18 triệu thôi. Tất cả các anh em có thể cân đối lựa chọn thay cho mình một chiếc Way. Mua mới bây giờ cũng Way cũng phải 18, chưa đăng ký đúng không ạ? Đăng ký Hà Nội phải 20 lẻ cơ. Đấy, anh em bỏ ra 18 triệu là đã sử dụng một chiếc Winner biển Hà Nội được rồi. Chạy thoải mái, đường trường hay là đi xa đều ok. Nó là 6 số, máy vẫn đang zin đúng không ạ? Màu đen sần. 28 triệu được không? Không được anh ạ, tầm 28 thì khả năng cao anh sẽ phải sử dụng một chiếc bản chìa khóa thường. Đấy, nên anh cố lên cho em lấy 29 để chọn cho em chiếc khóa Smart Key. Dù gì nó cũng là cả một cái quá trình công nghệ chìa khóa thông minh. Mua mới một bản đấy nó là 3,2 triệu cơ. Chiếc Winner em chốt là 18 triệu nhá, các anh em có thể lựa chọn chốt cho em. Anh Nguyễn Hải Đông đẹp chất, vâng ạ. Xi 135. Anh nhá. 135 ạ. Rồi. Rồi anh quay gần cho cháu một chiếc xanh GB. Sáng nay cũng đã like một chiếc rồi. Quên, em cũng không nhớ là sáng nay có like chiếc này không thì em không nhớ được. Chiếc này có ưu điểm đèn 2 led 2 tầng. Nếu anh em nào xem like sáng có nhớ thì nhắc giúp em nhá. Rồi. Một chiếc 135 GB. Vâng. 29B331607. Bản xanh GB là những cái bản mà rất nhiều khách hàng thích để sử dụng cái màu gọi là hay gọi là màu truyền thống của Exciter đấy các anh em. Của Yamaha thì chính xác nhất. 135 nha anh em nhá, bản GB trắng xanh. Đây, ra máy vẫn còn zin theo xe này anh em này. Đồ là bô vẫn còn zin. Anh bánh tam nan vẫn còn zin, chưa phải bắn tỉa đâu mọi người nha. Đây ông quay gần cho cháu này. Cái ra máy bình thường là anh em tầm này là hay phải bắn tỉa rồi, nhưng bên em thì chưa phải bắn tỉa. Đấy, tem nắp vẫn còn zin, hơi bẩn bẩn tí nhưng không tránh. Để anh em cái bẩn bẩn này bên em có thể về tẩy rửa, đánh lại cái chi sẩm nó sẽ lên. Đúng rồi. Được cái là máy anh em nghe nhá, rất là đanh và chất luôn. 13 triệu 500 thôi. Toàn những cái phân khúc giá thật sự với các anh em, từ Way chuyển lên rất là dễ. Anh em mua Way bây giờ cũng phải trên 10 triệu chạy ok đúng không ạ? Thêm cho em 2-3 triệu nữa sử dụng sang côn tay. Nó sẽ là chạy đường trường tốt, nó sẽ là đi lại, nó cũng là thể thao cá tính, một phân khúc mà em nghĩ là phượt cũng được không sao đúng không ạ? Đi dài đi xa là đúng sở trường của dòng xe côn rồi. Đấy. 13 triệu 500. Anh em nào có nhu cầu thì chốt cho em một chiếc 2012 nhá, cuối 2012 bắt đầu sang cái bản mặt đồng hồ xanh rồi, là dòng của phân khúc 13 14, độ đèn 2 tầng đúng không ạ? Cũng có nhiều cái mà chủ đã đầu tư, mình chỉ việc hưởng thôi. Huy thưởng. Rồi. Màu chợt chợt.
Anh Nguyễn Sơn có xe Dream 20 triệu không? Có anh Nguyễn Sơn ạ, anh lấy Dream biển tỉnh, em có chiếc 26 và biển 36. Đều phân khúc giá 20 đến 22 thôi, anh có thể cân đối. Dưới 20 và 22. Anh tính hỏi con SH1007 sao ạ? Vâng. Nhưng nhân viên đó nói cọc rồi. Còn đúng rồi ạ. Nào tầm 30 40 triệu không? Anh được Nguyễn. Anh lên tận 40 mà chiếc biển 07 em bán có hơn 30 mà anh, chiếc màu xanh sáng lai có khách cọc, đúng rồi anh ạ. Thì anh cố lên anh lấy tận 40 thì anh có thể chuyển sang những cái mẫu lít đời khóa smart cây luôn, 2018 em vẫn có tầm 40 và 27 anh nhá, còn rất nhiều trong nhà SH1. Cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Đây một chiếc Blade bản LED nhá mọi người nhá. Rồi em sẽ lên một vài mẫu Blade nhá, hàng của Honda, hàng những cái mẫu mà khách hàng gần như là chọn và thích liên tục luôn, đúng không ạ? Liên tục tin dùng và liên tục sử dụng. Xe Honda mà, thật sự là những dòng xe gọi là quốc dân rồi. Rồi một chiếc Blade bản đèn LED anh em nhá, màu này là màu bọc bóng á, màu đen bóng. Đời đầu tiên của bản LED này. Đấy, máy vẫn đang nổ sơn zin, máy zin, đây tem vẫn còn zin theo xe này. Không dán ni lông nha anh em, xe này không dán ni lông, sơn ba tay sách này. Đời của 2016, đang, vâng, đèn LED biển Hà Nội. Đây, biển 29X1 52490, em quay và em tả cũng rất là chi tiết, hai chị em tả rất là chi tiết. Nếu mà anh em nào mà cảm thấy chưa hiểu chỗ nào thì có thể báo em với lại kịp giới thiệu lại vâng. Mời nhá. Cốp thì rộng đúng không ạ? Cốp của LED rất là rộng rãi luôn. Đấy, khách hàng lấy về là những xe này bên em cũng đã kiểm tra và dọn dẹp rồi. Hai khóa đầy đủ đây. Đấy, khách hàng có thể yên tâm. Có bản LED 2016 này, có cả bản từ luôn này. Bản này nó là bản remote anh em nhá. Nó là một cái bản có anh khóa tìm xe thôi chứ chưa được lên khóa smart key. Nhưng nó cũng đã cao hơn cái bản khóa thường rồi. Có vision đen nhám không? Anh đoàn em vừa like lúc đấy đấy anh. Vừa like đấy ạ. Vâng, biển 22 và cái đen nhám 2022 nữa em vẫn còn ở trên tầng. Rồi, chiếc Ablet 2016 này bên em đang bán cho tất cả các anh em mình có mặt trên like này cái giá 26 triệu. Đấy, anh em nào có thể cân đối tháng 10 2016 nó là giá thật sự là giá mới với anh em. 26 triệu nha anh em nhé, tháng 10 2016 bản LED rồi. Bản này là bản LED bản mới của 2016 rồi mọi người nhá. Đầu tiên nhưng mà form dáng đẹp. Kiểu dáng nó kiểu dáng rất là ok. Nhỏ nhắn xinh xắn. Đấy rất là nhiều anh em cũng chuộng form dáng này. Tóm lại là cũng tùy từng người một mà nó tùy từng khách hàng một, có những khách hàng thích form dáng này, có những khách hàng thích form dáng cũ. Nhưng mà con này thì em thấy là rất là nhiều anh chị em cũng chuộng. Đấy, 2016, giá có 26 triệu. Anh cho em hỏi xe SH125 2017-2018 giá khoảng bao nhiêu? Nếu 2017 anh nhé, nó rơi vào tầm khoảng 55 đến 57 thôi, 2018 tầm 60, em lúc nãy cũng đã báo rồi. Ừ. Anh em có thể nắm bắt được. Anh Nguyễn Sơn có ship về Bắc Giang. Ship tất cả các tỉnh Bắc anh ạ. Giang, Lục Nam hả anh? Vâng, có anh ạ, em ship đi các tỉnh thành mà anh. Anh chọn xe đi xong anh có thể liên hệ với hotline chốt giá và đưa địa chỉ, bên em sẽ tiến hành ship cho anh nhé. Bên em là ship tất cả các tỉnh luôn ạ, không tỉnh nào, tại vì bây giờ nó có những cái xe trung chuyển rất là thuận tiện. Anh em yên tâm, kể cả là anh em ở đâu đi chăng nữa bên em cũng có thể ship được cho anh em luôn ạ. Một anh em ở nước ngoài thôi, nước ngoài thì em phải gửi mất phí rất là cao. Rồi một chiếc hay đùa vậy thôi, một chiếc Ablet anh em nhá, một chiếc Ablet 2011, một cái 2011. Mẫu sorry, 2012. Bản đầu to, pha đen rồi. Rồi, vàng đen, những cái mẫu LED mà thật sự là anh em có thể lựa chọn ở cái tầm tiền hợp lý nhất, chọn những mẫu LED có phun xăng điện tử dễ đi nhất, đúng không ạ? Nó là LED của FPI 2012 này rồi. Giá rất hợp lý thôi, các anh em có thể cân đối chọn giúp em. 12 triệu nhá, đời 2012. Cho một chiếc LED. Hàng đồ vàng đen rất là đẹp luôn. Đây có sơn lại cái tay sách thôi này. Anh em cái Oppo này thay thôi này. Còn tất cả các cái sơn này anh em nhìn này, sơn và tem này vẫn còn của xe này. Rồi, màu vàng là... đen nó rất là đẹp. 12 triệu. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ lấy cái tầm tiền Ablade 110 đúng không? Đời 2012 thì cái giá này em thấy là rất là phù hợp rồi. Biển 34 anh em nhá, 12 triệu biển 34 F108677. Đấy, một chiếc 2012. Xe đã được dọn sạch sẽ ngon lành cành đào hết cho anh em rồi ạ, bản pha đen. Đấy, pha kính đẹp, mắt mũi đẹp. Đấy, anh em chỉ việc về đổ xăng mà đi thôi mọi người nhá. Chắc, cái màu vàng đen rất nhiều các bác cũng hay hỏi mà bên em không có nhiều. Máy các anh em cứ yên tâm nhá, em bảo hành máy đầy đủ cho các khách hàng hết, chạy rít căng, đồ xe đã dọn xong rồi nhá. 12 triệu rồi, cơ vẫn còn zin luôn, cơ vẫn còn zin luôn nên các anh em cứ yên tâm. Đây, từ các cái hệ thống củ sinh nhan phanh này tất cả nó đều còn của xe hết, nó không có xước vỡ nên nó đẹp, đúng rồi.
đúng rồi, quay và vừa tiền mà nó có đầy đủ các công nghệ như là xe ga của Honda 2FE 2 thụt đầy đủ đấy, rất mà nhiều chức năng quan trọng, nó lại đẹp cơ, cái form dáng nó cũng đều đẹp mà giá mà hình thức nó cũng ok đúng không anh em, nó cũng không phải là thuộc hệ gọi là 12 triệu mà trông nó xấu xấu bẩn bẩn, dọn sạch sẽ ngon lành cành đào là ok đấy ạ. Rồi tiếp theo một chiếc xe biển rồi, 36. Anh Kiều Duy Quan, lít 2022 giờ muốn bán khoảng bao nhiêu? Chắc nó phải phụ thuộc vào biển anh ạ, dao động tầm trên dưới 35 anh nhá. Đấy. Anh đời vô thường Winner ABS khóa Smart Key 2023, hiện tại em đang hết bản V3 anh nhá, em còn V1, V2 ạ. Vâng, chào tất cả các anh em đang có mặt trên hai bếp. Anh Trần Trọng Chiến hỏi SH1 sản xuất 2002, giá tầm 60 anh ạ, biển Hà Nội. Rồi, anh thấy anh đang hỏi là AB 2018 2019 không anh chị? Có anh ơi. Tầm 28 triệu một chiếc màu đỏ 2018. 2019 thì em đang có 2020 luôn thôi. Còn 2019 thì hiện tại đang chưa có chiếc. 2019 màu đỏ bán rồi em. 23 mấy triệu ấy. À còn một chiếc. Còn một chiếc màu đỏ, còn một chiếc màu đỏ 2019 rất là đẹp. 6 triệu 500. 35 triệu. Vâng. Ok. Bây giờ em ạ, giá cho anh em. Anh em nào tóm lại là đầy đủ để phục vụ anh em. Anh thấy anh nếu mà anh thích chị thì thích cái giá form dáng 2019 em bán ra con 35 triệu xe kỳ là đẹp luôn. Rồi. Nhưng mà cái đấy là dành cho anh em mình phải nhá. Màu đỏ xe siêu đẹp đấy, tại vì cái giá này nó cũng mà không phải là rẻ, vấn đề là giá không phải là rẻ nhưng mà xe nó cực kỳ là chất lượng luôn. 35 triệu bình thường bên em đang bán ra là 36 triệu 500 đấy, nhưng đúng em rồi. Thôi bán 35 triệu cho anh em nó nhỏ thôi nhá, anh thấy anh nhá, inbox trực tiếp cho các bạn nhân viên bên em để các bạn gửi hình ảnh cụ thể cho anh nhá. Rồi một chiếc xe lít ạ, 2014 giá mới luôn đây, 17 triệu 800 các anh em nhá. Ơi 17 triệu rẻ thế à, 2013 2014 luôn đúng không ạ, toàn những cái giá thật sự với các anh em là các chị em ở tỉnh. Vâng, cũng là theo luân phiên của Đức sắp xếp, bây giờ còn đánh dấu ký hiệu lên xe này, em này các anh em nhá, ăn phạt 5 lít vào đầu này. Mùng 5 là ra xe này thì phải đến mùng 10 em mới ra được tiếp theo, nếu mà em ra trước là em Đức sẽ bị cùi chỏ ngay lập tức, nên là không trượt phát nào. Có ngày rồi. Kinh rồi anh em ạ. Rồi. Sau 5 ngày mới được lặp lại chương trình nên các anh em có thế nhu cầu anh. Nhưng các anh em có nhu cầu vẫn có thể liên hệ bên em gửi ảnh bình thường và liên tục đúng không ạ? Gửi mà ảnh thôi, cụ thể cho anh em để luôn. Một cái lịch trình như thế để tránh trường hợp nhầm lẫn, có xe thì like suốt mà có xe thì ở trong các bạn ngại dắt là mãi không được lên like thì cũng là thất thiệt cho các bạn khác, nên là thôi cũng làm anh như này cũng là đúng ạ. Alex Sander khoa 2019 2010 không có anh ạ. Rồi. Hiếm lắm, dòng đấy dòng hiếm lắm anh ạ. Anh kiếm thích cái form dáng đấy chỉ có miền Nam thôi. Anh Đào Tuấn anh có Jim 50, em có chiếc 66 triệu em vẫn còn anh nhá. Hơn một chút đi anh, 66 triệu đẹp lắm, Jim Thái, Jim hết. Rồi, lít 2014 17 triệu 500. Đúng em vừa đọc 178 đấy nhưng mà thôi em chủ động xuống 17 năm thôi. Nhá anh em nhá, anh em nó cọc trên like giúp cho em nó nhá. Đẹp vì nó đẹp, biển 36. Anh em cọc trên like em bán là 17 triệu 500 cọc trên 2014. Like chính xác. Hoặc là anh em có thể xem lại cái like mà đang xem con xe này, có thể chia cho em xin một nút chia sẻ. Anh đúng rồi, anh Lê Xuân Hưng đúng không ạ? Lít 36, 17 triệu 500 thôi anh nhá. Đẹp không anh? Em nhìn trên ảnh cũng thấy rất là nét và căng. Mình đã được dọn dẹp spa rồi, anh em nhìn cái lớp sơn đen nhìn thích đúng không ạ? 17 năm, giá cũng rất là hợp lý cho những mẫu lít 125 đấy ạ. Đây, ra một bản basic mà nhiều khách hàng vẫn đang hỏi và tìm trong những giai đoạn vừa rồi, em có một chiếc da lươn và một chiếc trắng ở ngoài đấy để phục vụ các anh em đang có nhu cầu. Basic 2011 2011 màu da lươn, hiện tại là xe đã được dọn sạch sẽ ngon lành rồi. Về cái phần nhựa thì nó cũng được spa một chút rồi anh em nhé. Sản xuất ở 2010 thôi, chiếc này cũng giá hợp lý rồi, để cho anh em mình 18 triệu 800 giấc hôm nay thôi. Thật sự là những cái giá em cũng sẽ chủ động xuống để kết nối với khách hàng. 18 triệu 800 nhá, là những cái giá mới rồi cho một chiếc bản Hà Nội đấy, biển Hà Nội, bản basic, ngồi rất là thoải mái, chạy đường trường thì nó đi nó rất là dễ, một trong những dòng xe hay phân khúc gọi là xe hạng sang rồi, mà cái giá tầm 18 triệu 800 phù hợp cho tất cả mọi khách hàng đang có nhu cầu, các bác lớn tuổi chọn màu này cũng rất là hợp lý đấy ạ. Máy 125 nhá, basic từ đời 2010-11 nhưng vẫn có máy 125, đây là những cái ưu ái đã được cấy vào trong xe của basic. Về 291 anh em nhé, 04423 18 triệu 800 ạ. 10 mọi người nhé, màu da lươn. Xe cũng đã được để em kiểm tra rồi. Pha kính cũng được. Đồ đạc đều đều cho xe anh em, về có thể bóc cái này ra được. Ra em
Rồi. Sang hơn, đánh bóng sang hơn. Trong cái này nó bị ghẻ ghẻ tí, trông có khả năng nó. Đây, kỹ thuật trưởng trong Hoàng Kiên. Ghẻ trông xấu của cha. Không, nhá. Anh em bóc đi chị. Em nhé. Đây, một mẫu led đây rồi, một mẫu led mà giai đoạn cuối năm đúng không ạ? Led và Vision em cũng vừa nói lúc nãy thôi. Rất nhiều các chị các anh hỏi, chị thì hỏi Vision mà các anh thì hỏi Ablet. Đời của 2020 nhưng mà xe rất đẹp nhá. Anh em yên tâm chọn những cái mẫu led này vừa mới mua xong được có 2 30 phút trước rồi. Đây anh em chạy 1.7 vạn ông ơi. Có 1.7 vạn thôi mà. Xe đời thì 2020 nhưng nó đi có 1.7 vạn. Hai khóa đầy đủ đúng không ạ? Đấy. Hàng các anh em cùng xem này. Đen đồng vàng, nó là bản đen sần. Đấy, rất là đẹp. Biển Hà Nội sẵn hết nên các anh em yên tâm lấy sử dụng đi luôn nhá. Chơi luôn trong giai đoạn cuối năm này là rất hợp lý rồi. Cam kết với các anh em là máy zin, sơn zin đến giai đoạn này. Chủ đầu tư những cái nắp ốp bảo vệ chỉ là bảo vệ thêm cho xe thôi, còn nguyên zin. Biển 29L5 anh em nhá, 44843. Một chiếc Ablet bản đen sần đời 2020. Đấy, khóa smart key mọi người nhá. Cái dòng này em cam kết với anh em là sơn zin, máy zin. Còn đấy, đang dán ni lông, chưa bóc đâu ạ. Đang ni lông vẫn còn đang theo xe nha anh em nhé. Đây, ni lông vẫn đang theo xe này. 2020 thôi. Đấy, mà nó là đen sần đây. Hai ao quay gần đây là nó xước sát một xíu, nó là cái ni lông mọi người nhá. Đây nó là ni lông này. Đúng rồi, ni lông sần mà. Anh em về bóc dọn là đẹp long lanh luôn. Đúng ạ. Đấy. Chỉ cần anh em về bóc cũng được, mà không bóc được theo em nghĩ không chưa cần bóc đâu. Đấy, tại vì nó hơi một tí nữa không đáng kể đâu. Chắc các bạn kỹ thuật bên mình sẽ không bỏ qua giai đoạn này đâu, làm đẹp mà đúng không ạ? Điểm bảo dưỡng cho khách hàng lại. Không tránh làm sao được. Rồi, nhưng mà hơi phí tại vì là nó có một tí cũng chẳng đáng kể. Tốn tiền. 34.500.000 là dành cho những anh em nào đang chọn một mẫu led biển Hà Nội 1.7 vạn, hai lốp còn zin và sơn zin đang dán ni lông cả xe. Đấy, hai khóa đầy đủ. Khách hàng có thể yên tâm chọn những cái mẫu led này là những dòng bắt đầu chạy đến lúc ngon ngọt nhất là dành cho các anh em đây. Rồi. Đấy. 34.500.000 anh em có thể cân đối chọn giúp em nhá. Cái gì chứ cái màu đen sần này nó vẫn được hot, được nhiều anh em chào đón nhất đấy. Em đánh giá rất nhiều khách hàng chỉ có chọn đen sần thôi. 2020 công tơ chặn 1.7 vạn. Rồi. Đấy, 1.7 vạn chuẩn chỉ cho anh em nhá. 2020 chặn 1.7 vạn là chuẩn chỉ luôn á. Đấy, xe tại vì cũng này con này nó cũng chưa dọn dẹp gì đâu. Rồi, tiếp theo một chiếc xe 82 94 thôi, một chiếc 82 94 em vừa mới mua trưa nay cùng với giám đốc cũng qua quá trình nghiên cứu buổi trưa sau hết chương trình live. Bác đến bán thì cũng thật sự là bác ấy lúc đầu thật sự với anh em là còn cãi nhau về máy, cứ bên cái báo zin bên báo chạm đây thì tí nữa các anh em sẽ cùng xem nhé. Nhưng mà đồ của xe là nó vẫn còn rất là nhiều, như những các cái củ này, những cái mặt này, các cái gầu gáo sinh nhan này nó rất là đẹp này. Rồi tí ông sẽ quay tay nắm này vẫn còn này, các anh em nhìn yếm này, yếm lộ này thôi đúng không ạ. Đấy, mờ càng này, sơn này cũng vẫn rất là được đều và đẹp. Đây cái da máy rất ấn tượng, cái da máy và cái đầu bò nha anh em nhé. Cúp hàng 82, cúp chìm để chân chưa có gập, đời 93, 94 thôi các anh em ạ. Đấy. Nhưng mà những cái đồ ban thờ để các anh em nhìn thấy đẹp không ạ? Nhìn gầu gáo xinh nhan rất là đẹp luôn. Nút các cái nút công tắc này. Anh em nghe tiếng máy nha. Đây, vẫn còn luôn. Này. Đẹp. Cái này nó là zin này. Thớt này. Đấy, thớt zin này. Vẫn còn zin đấy. Em xem hộ anh em đúng không? Xem hộ mọi người. Đấy. Sơn zin nha anh em từ nhá. Từ da máy. Từ da máy này em ơi, quay ra da máy trước này, da máy đẹp này. Vẫn còn zin cho xe nhá. Đấy, từ cái này sơn cũng còn sơn tem vẫn còn zin này. Hộp xích vẫn còn zin này. Có những cái chân nan hay là vành thì em đồng ý là nó cũng đã vào rồi. Đấy, cũng phải tả chi tiết cho anh em, hoặc là một số những cái đầu ốc cũng đã có những sửa gọi là lau dọn trước rồi. Chắc là ông chủ cũng gọi là lau tẩy nhưng không đúng quy trình. Đấy. Thì lỗi mất một vài cái dàn đầu ốc cộng với chân nan vành. Đây là giải thích. Rồi. Còn những phần nhựa anh em nhé, phần nhựa hay là nắp bình xăng hay là da máy thì vẫn giữ được rất là đẹp và đều. Rồi. Đấy. Anh em nghe tiếng máy. Này gọi là nó tiền tiền một chút này bị trước. Mất mỗi nhược điểm giản ốc, chủ hơi sơ suất. Vẫn còn nguyên nha anh em nhé, càng là vẫn còn nguyên này. Đúng rồi. Đấy. Da máy vẫn zin theo xe. Đây cái cốp bên này cũng vẫn còn zin, tem nắp vẫn còn zin. Đấy. Anh em nhìn. Da máy cũng vẫn còn zin tại vì nó còn zin, nó nhìn nó mới mộc. 82 70 94 anh em nhá, hàng đầu bò da máy đều đẹp, có yếm này, nan vành này, đấy là những cái em báo luôn là cũng đã gọi là thay rồi đấy. Còn máy thì trên tinh thần là chạm nhưng mà chắc là rất là lâu và đẹp nên là bác chủ mua để đi, nhưng mà do tinh thần là máy nó không được đúng như ý bác ấy là zin thì bác ấy bán thôi, chứ còn về cơ bản những cái xe thật sự với các anh em với cái tầm phân khúc này thì giá này xe này rất là hợp lý luôn, đồ nhá đều đẹp. 17.500.000
Rồi, 17 triệu 500 nhá. Cho một chiếc 82 hơi 70 93. Anh em nhìn nhìn đồ rất là đẹp và đều nhá. Đấy, vừa mới dọn xong thôi. Gương còn nhưng mà còn một cái đúng không? Máy này anh em nghe này. Đấy. Máy thích nhỉ? Rồi, vành sau là còn nhá, Futuroba, vành sau vẫn còn, còn nan và vành trước thôi. Em cũng sáng kiểm tra nan vành trước nhưng mà thì em tưởng là đã đưa mất cả đôi. Đấy, nhưng vành sau là vẫn còn. Rất là đẹp từ nắp bình xăng này, đồ. 17 năm nhá. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ chốt giúp em. Cái tầm phân khúc 82 giá hơn chục là rất hợp lý. Vâng, đồ đều mà. Đồ đều. Mỗi cái đây. Vành. Một chiếc xe Blade. À, Blade này lúc nay anh em nào cũng có hỏi em. À, Blade form dáng cũ FX rồi nhá. Bản 2010 ạ. Đấy. 2010 một chiếc Blade FI màu màu đen. Đấy, anh em nhìn cho em từ vành bánh tam nan. Đơn giản là giá thành 13 triệu 500 thôi. 13 triệu 500 Vĩnh Phúc. Đây ông quay gần để chào anh em. Cái đất đỏ Vĩnh Phúc nha anh em nhá, xe mua về chưa dọn đâu ạ. Bản FI. Đây, em nhìn qua thì hiện tại là ra máy đã được bắn tỉa lại mọi người nhá. Ốc trục đã được anh em tân trang. Còn lại là con này đã được chủ cũ dọn sạch dọn rồi. Sơ lược là được dọn rồi. Đấy, biển 88D112471 nha anh em nhá. Một chiếc AB. Rồi. 2010 bản ạ. 5 nan thôi. Đấy, giòn xanh đúng không ạ? Hàng FI anh em nhá. Giá để cho anh em mình trên line này là 13 triệu 500. Anh em nào có nhu cầu thì chọn chốt cho em cái mẫu LED. 13 triệu 500. Đã có từng line một lần rồi. Hình thức thì như chị vừa tả có spa lại nhưng được cái máy nhá. Em nhấn mạnh máy của nó là máy còn zin. Những cái dòng LED 110 này rất nhiều khách hàng hay tin là máy zin hay máy chạm đây này. Đấy, hình thức có spa, máy chưa vẫn chưa bao dọn anh, đấy, anh em nhá. 13 triệu 500. Máy nghe. Rít không anh em nghe tiếng rít nhỉ? Chạy cái tầm này nó thoát, nó thốc máy hơn những cái đời máy sau. Nên là nhiều khách hàng còn dùng loại này thích hơn cả cái đời 21, 25 về sau được anh em ạ. Đúng rất rồi. Hợp lý, đúng không ạ? Rồi, anh 13 triệu 500 thôi. Nguyễn Đình Thắng có SH 60 triệu quay đầu không anh? Có chưa ạ? 60 triệu quay đầu em có rất là nhiều đấy ạ. 60 triệu quay đầu rồi 2018 là bắt đầu lấy được rồi đấy ạ. Từ 18 cho đến 17 là anh em lấy ở tầm 6X lùi. Còn lại nếu mà đời 2016 em bán ra có chưa đến 50 đâu. Đúng rồi, còn 150, 2016 em mới bán ra 54 cơ mà. Anh em có thể lựa chọn nhiều mẫu như vậy mà. Quan trọng anh em lấy khung tầm 60 quay đầu là lựa chọn được nhiều dòng xe, nhiều form dáng của SH rồi. SH 2016, 150 anh em đã cũng ok rồi mọi người nhá. Đây một chiếc Winner nhé mọi người nhá. Một chiếc Winner màu đỏ đen. Bản CBS thôi ạ. Đấy. Đời 2021 vừa mới mua xong bản CBS nhá các anh em nhá. Đây hình thức này anh em nhìn này, nó là bản limited đấy nhưng chỉ thiếu ABS thôi, sơn vẫn còn zin, xe vừa mới mua xong. Đấy, máy là nguyên zin rồi, để chân tất cả chống đổ vẫn theo xe hết. Đấy, em đến đây limited edition này, đến từ 26B2 rồi anh em 26 ạ. Biển 26B2 69856 để ra cho anh em mình là 21 triệu thôi. 21 triệu một chiếc Winner X bản 2021 limited màu đỏ đen anh em nhá. Sơn zin máy zin đến thời điểm này cho anh em. Hai gương này là gương theo xe hết. Đấy. Đấy. Vừa mới mua trực tiếp, chưa có dọn gì, không bao dọn luôn. Bao cho anh em dòng này nó chỉ vừa đâu mới dọn mua thôi anh em ạ. Vừa mới 21 mua. 21 triệu. Hàng nóng hổi vẫn còn nguyên đai nguyên kiện đất bùn của chủ cũ đây. Biển 26 anh em nhá, biển Sơn La. 69856 2021 đúng không em? Đúng rồi, 2021 ạ. 2021 nha anh em nhá, màu đỏ đen. Đấy, xe mới về tại cửa hàng luôn. Anh em nào cần xe đi Tết thích những cái dáng form xe cun 6 số này, chạy đường trường cực kỳ thích và khoát máy anh em nhá. Hàng nó là sơn zin máy zin nên các anh em yên tâm lựa chọn. Khách hàng có thể đổi từ những nhu cầu chạy quay, chạy giới đích sang hẳn cho em chiếc Winner là hoàn toàn hợp lý thôi. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc Basic nhá, bản đời 2010, được cái màu rất là ấn tượng đúng không ạ, màu trắng đỏ, đây là những cái màu thật sự là hiếm. Dòng Basic màu đen, màu đồng em thấy nhiều, nhưng để nói màu trắng đỏ là không có nhiều. Rồi. 18 triệu 500, biển Hà Nội đúng không ạ, toàn những cái giá thật sự là rất là rẻ rồi. Có 18 năm thôi, nãy em like một chiếc màu vàng là 188, chiếc này màu trắng em like 18 năm, máy đang nổ nhá, các anh em nghe này. Vâng, chiếc này thì đây, dọn đẹp đen hết rồi mà trắng đỏ nhìn nó phối màu cực kỳ đẹp. Ông quay một vòng cho tất cả các anh em xem. Bạch công tử anh em ạ, một chiếc Basic Bạch công tử mọi người ạ.
Bạch công tử P6 anh em nhá, dáng cao to đẹp trai. Đấy, biển 29P122191. Đấy, có một chiếc P6. Con này rất là lâu rồi em mới mua được chiếc màu đồng màu trắng đấy. Màu đen, màu đồng, màu đỏ thì nhà em có rất là nhiều, nhưng mà rất lâu lâu mới mua được con màu trắng ấy. P6 mọi người nhá, bản khóa chìa. Tết được tết rồi. Nó được cái nó kiểu trông rất là điệu đà, màu trắng lại là lòng trong lại màu đỏ nữa. Đấy, trông mặt mũi đẹp. Form dáng đẹp, ừ, đúng cái không? Cái pha nhìn rất là đẹp các anh em ạ. Tôi đã dọn xong rồi nên nhìn thành phẩm. Đây anh em nhá, ví dụ như là bên còn lúc nãy nó là màu da lươn kia là nó dán nó là sần, trông nó rất là chìm xuống đúng không? Trông nó nhếch. Anh em con này đang ngon lành cành đào bóc ra rồi đánh xi lên rồi, trông nó đẹp nó bóng đúng không ạ? Rồi tiếp theo một chiếc PS đấy 008 nha anh em nhá. PS màu đen đấy 008. Ok. Ôi, trong một vòng đi ông ơi. 150 ạ, đây rồi. Là bản 150 các anh nhá. Màu đen 150 lòng đỏ, nó cũng là mẫu mà nhiều các anh em đậm người cao to hoặc những anh em ngày xưa có dòng đam mê chơi các dòng xe phân khúc nhập thì mẫu này bây giờ lấy là hoàn toàn hợp lý. Rồi. Giá thành nó còn xuống mà các anh em, xuống có 10 chính xác là 18.800 để cho anh em một chiếc PS 150 208. 208. Vâng. PS nha anh em nhá, 150 đời 2008. Hàng nhập khẩu đấy ạ, PS nó là nhập khẩu FI. Đấy, anh em ngày xưa đã không được chơi hay là ngày xưa có nhu cầu mà không chơi được hay chơi rồi có muốn nhu cầu lại thì cân đối bây giờ chạy. Để đã chạy thì anh em yên tâm, dòng PS được đánh giá là chạy rất là thoát máy và thích. Có kim xăng điện tử. 2022 giờ muốn bán giá khoảng bao nhiêu anh? Biển và vành anh Kiều nhá. Duy. Vành nan nữa ạ. Còn... Rồi, anh Winner ABS khóa Smarter 2023, anh đời vô thường. Đấy, em trả lời rồi, đấy được V3, em đang hết rồi ạ. Ok, chốt cho anh em mình chiếc BS này là 18.800. Một mẫu dòng xe nhiều anh em nhìn dáng dấp nó cũng cạnh tranh với SH đấy. Về cơ bản nó là những chiếc xe máy Honda nhập khẩu chạy rất là thoát máy. 18.8 thôi. Rồi, đây sẽ giới thiệu những cái mẫu xe rẻ tiếp theo. Toàn những mẫu xe SH và tầm phân khúc giá rất rẻ. Oh. Con này hợp lý này. Đấy, anh em đang cân đối cho em mua Blade mà cân đối chuyển sang một chiếc xe SH này ok nhá mọi người nhá. Đấy, em nghĩ là nếu mà anh em đang cân đối mua chiếc Blade có thể cân đối rồi chuyển sang cái form dáng SH đời này sẽ có thể ok không? 150 của 2013 các anh nhá. Đây là mẫu 150 cơ ạ, chứ không phải 125 đâu. Để cho anh em mình là 44 triệu thôi, 44 triệu một chiếc 150, bản 150 này các anh em lưu ý này. Nếu các anh em nó lấy những cái xe đời cũ như 21, 12, 13, 14, 15 cũng nên cân đối lựa chọn lấy 150 là hợp lý vì nó là những cái mẫu xe cũng là được gần chục năm rồi thì mình chuyển lên 150 chạy nó bốc mà nó thoát hơn, nó thốc máy hơn. Nên là đây là có một chiếc 150 mà giá rất hợp lý thôi, có 44 triệu thôi, các anh em hoàn toàn có thể cân đối lựa chọn được. Em thêm một cho chút anh em nghe nhá. Một chút là mình sử dụng được hẳn bản 150. Rồi, 150 có 44 triệu đồng. Đời 2013. Vâng. Đấy, anh em thấy không ạ? Ba tay sách, một xíu ba tay sách này. Sơn còn đi theo xe này. Đồ thì đều theo xe mọi người nhá. Tại vì dòng SH này nó rất là bền. Đây, 150 ạ. Ông quay cháu 150. Đấy, độ sần cũng nó cũng rất là đẹp nhá anh em, nhìn độ sần này. 2013 từ đời đầu tiên của SH thì anh em nhìn nó vẫn còn đẹp thế này đúng không ạ? Đấy, giá thì cũng cực kỳ là tình yêu luôn anh em, nhìn nút tay cầm. Nút tay bấm này là thường thường là anh em đi nhiều nó hay bị bạc, con này thì chưa nhé. 44 triệu đồng, đây, khóa chìa. Ủa, rất là đẹp, 44 triệu. Đúng rồi, cuối năm rồi, các anh em cố lên một chút, lấy chiếc SH đi lại, đi chơi, đi xa, đi đến bạn bè đều rất ok đúng không ạ? Lai bạn đi chơi SH thì dù gì nó cũng sẽ là khác hẳn những chiếc Way hoặc những chiếc Dream. Nhìn nó trông nó hơi cổ cũ cũ, mình cứ làm chiếc SH, giá nó chỉ nhỉnh hơn những chiếc Ablet hoặc Vision một chút thôi là các anh em đã sử dụng được rồi. Và bên trong không quên giới thiệu còn rất nhiều những chiếc SH để phục vụ các anh em trong giai đoạn này. Những xe lướt cũng còn rất nhiều. Các anh em có nhu cầu có thể để lại những cái nhu cầu của mình trên bếp hoặc comment hoặc gọi điện thoại theo các số hotline bên em để bên trên. Để bên em có thể tư vấn cụ thể hoặc chốt những cái xe tốt nhất cho bên khách hàng của mình. Rồi. Vâng. Ok, cũng muộn rồi. Cho hai chị em xin phép để xuống like để phục vụ đến ngày mai mọi người nhá. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người.